một mẫu quần jean là lưng thun ha, lưng thun để phục vụ các bạn nha. Ở đây nó may cái logo, nó sợ hai cái lỗ này là quần này nó không có dây nha, chứ không phải là thiếu dây cho các bạn ha. Cái kiểu của nó là như vậy nha, nó đơn giản ha, trơn và nó chỉ xước nhẹ một tí xíu thôi. Màu xanh jean rất là đẹp, tặng kèm cho mình một cái khóa, móc khóa thỏ ha, các bạn có thể móc lên quần cũng được, các bạn không thích thì tháo ra làm chìa khóa xe cũng ok nha. Quần có hai túi ha, để điện thoại được nè. Quần là lưng chun co giãn, cái bộ mình đang mặc hình như là size L, jean thun co giãn, trời ơi cái jean này mặc thích lắm nha. Cái này là ấn lộn, là dơ dò lên là thoải mái luôn đó, co giãn rất là thích luôn ha. Lưng thun dễ mặc, phía sau là có hai túi luôn ha. Đó, các bạn nào mà thích phong cách bụi bụi thì đi với những chiếc quần jean lẫn này thì các bạn có thể phối với áo Gucci nha. Gucci mới về lại ha, đợt trước về ít có không đủ bán, đợt này về lại và giá tốt hơn nha. Áo là 320 và quần này là 350. Cái này là trơn đơn giản, không có rách, dành cho mấy bạn nào mà không thích rách rưới và cái dạng nó quần trắng tức. Các bạn có thể mặc sắn gấu hoặc không sắn gấu cũng được nha, tùy mình ha. Đó, rất là dễ mặc. Cái này mình mặc cả form cũng được nè.